trên ga tàu nè, có mấy cái xà lan lớn. Nước ngập ở quê nè quý vị, sàn nhà lá đá hết luôn á. Rồi mời quý vị đi lên chợ Tân Dương với Trang ha. Quá nước. Đây có cái miếu Tân Dương này quý vị. Tân Dương Vũ Miếu. Đây là phía bên ngoài của chợ Tân Dương nè, một đoạn đi vô đây để Trang kiếm chỗ gửi xe rồi Trang quay chi tiết cho quý vị coi ha. Trời là buổi sáng sớm vào cuối mùa nước nổi. Chào quý vị đến với kênh Trang An Khang, rất vui được gặp lại quý vị tại vùng đất Lai Vung, Đồng Tháp. Và hôm nay vào cuối mùa nước nổi, Trang có cơ hội về được miệt Lai Vung, chia sẻ đến quý vị quang cảnh sáng sớm của buổi chợ chợ Tân Dương nha, thuộc xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Và quý vị cùng đi với Trang khám phá xem ngôi chợ quê này có điều gì đặc biệt, và cũng như là chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc, bình an. Thì theo Trang thấy thì bà con nơi đây nhịp sống sinh hoạt rất là nhộn nhịp, và trồng hoa kiểng cũng rất là nhiều á quý vị. Nó nói liền từ cái phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc. Nãy Trang đi bến đò Tân Dương, đi qua được địa phận Lai Vung, thì mình sẽ đi vô ngôi chợ trong này coi coi cuối mùa nước nổi không khí như thế nào. Và Trang thấy hình như cũng hơi ẩm thấp, có thể là do mưa bão mấy ngày nay và lũ lụt nữa. Rồi đi vào trong chợ với Trang. Dừa khô nó trôi ngoài sông nè, đây gần chợ Tân Dương nha. Ghép được trái dừa có mầm về trồng luôn. Nước quá nước. Này nó trôi lình bình luôn. Dạ. Nay đi chợ cực hết coi ha. Ghe tàu ở bên kia tấp nập cái gì. Đoạn bà con đi chợ về nè. Dạ. Đây là cái đoạn phía bên ngoài đi vào đoạn trong chợ quý vị. Cái gì cùng đi với Trang ha. Chợ giờ này cũng sôi động. Hai bên Trang thấy nó còn đọng nước nè, nó sáng có ngập không thì Trang cũng không biết. Ở đâu cô? Dạ hả? Hồi nãy con đi cặp bờ sông con thấy nước quá, thuyền nước luôn. Dạ. Dạ. Là chợ cá ha mày? Chợ cá giờ mới đường giữa nè. Dạ. Đi mấy sông nè. Vậy là cái đường đi ngập chứ không phải trong chợ mình ngập. Chợ không ngập. Dạ dạ con hiểu rồi, con cảm ơn. Ở đây đầu đường. Có bà ngoại bán. Ngoại bán chuối. Ngoại sáng giờ ngoại bán được không ngoại? Dạ. Chuối này chuối nhà của ngoại hay gì? Dạ. Dạ. Dạ không thấy ha. Thấy dạ. Nhà. Một ngày ngoài bán được nhiều không? Bán nhờ một chín chín nè. Nhà. Không có thấy tiền các bạn. Ngoại không không thấy hả? Không. Nhà. Không thấy. Thấy cô vậy chứ. Nhà. Ai biết cô. Sáng ngoài đi ra đây bằng gì? Con cháu nó đưa. Nhà. Nhà ngoại con cháu đông không? Đông mà nó đi bán dịch chơi. Nhà. Cháu chết từ nhiều lắm. Nhà. À. Sáng sáng giờ ngoan ăn gì chưa? Có mua sâu về mà ăn cũng không nổi. Nha ha. Dạ. Rồi đi bán. Đi bán vậy chút ngoài về ha. Dạ. Rồi bán không hết rồi sao? Qua bán bữa nào cũng hết.
Dạ hả? Dạ. Dạ. Một ngày vậy ngoại bán được bao nhiêu tiền coi? Trăm mấy vậy chứ gì dạ. Con đi chợ quê á, con nhập ngoại bán. Dạ. Tham bà sao bà cứ nói vậy đi. Bà đâu biết ai. Bà ngoại ơi. Con thấy ngoại lớn tuổi rồi ngồi chợ mua bán. À, con thay mặt cho anh Hùng ở Mỹ còn tặng ngoại số tiền 200 ngàn nha. Ngoại để dành mua bánh ngoại ăn, ngoại mua gì ngoại ăn. Qua thì qua cảm ơn lắm nhưng mà không có lấy được qua được bất cả. Tiền là bà cho ngoại. Bắt chú là 4 cục. Ngoại muốn mua gì ăn thì ngoại gửi cho con cháu á. Dạ. Dạ, nè con gửi ngoại nè, cái này là tại 200 ngàn nha. Cho bà 200 đó. Dạ. Dạ. Dạ, bà để riêng nha, bà để riêng cái túi nào đi, tại con đi gọi quá con không có đổi tiền ra được nha. Dạ, về nói con cháu mua đồ ăn gì cho bà. Con ở huyện Cao Lãnh. Dạ. Dạ, cũng khổ ha. Dạ. Dạ, tại con. Qua có ba cái chuối. Dạ. Bây giờ con cái này 5 ngàn đi. Cái này 10 ngàn đó, 15 ngàn dạ. Đó không có thấy đường ông. Dạ, không thấy đường. Dạ. Con mà nó đi bệnh hết. Dạ. Thôi bà cất cái này vô đi. Bà cất vô đi. Dạ, rồi con chào ngoại nha. Thôi tôi thay mặt cũng cảm ơn con nha. Dạ dạ. Cũng ở lối xóm nhưng mà thấy. Dạ. Dạ dạ. Dạ giúp bà mọi người hết ha, con cảm ơn cô luôn. Dạ. Rồi con chúc cô sức khỏe. Dạ. Ngoại cất riêng đi để lộn á, lộn như mấy cái tờ khác thôi, ngoại không biết xài. Dạ. Dạ. Rồi con chào ngoại nha. Dạ. Dạ dạ con cảm ơn. Ở đây bắt đầu đi vô trong chợ. Dạ dạ khỏe. Dạ. Cái này của anh Hùng gửi ngoại. Dạ. À, đi qua đây. Khu bán bánh, thêm mì rồi không có gì. Bộ bà bệnh hả con? Con hỏi bà không có nói. Thường chắc đi vô nước biển nha. Nhà tao nghẹp đó ha. Thấy bà lớn bà ngồi bán á. Dạ. Dạ. Cái này mít nha, mít nhà mình hả gì con? Dạ. Chợ mình giờ này rất đông nhất vậy ha. Dạ. Bữa mưa nước ngập có ngập lên đây không con? Dạ tới đó. Dạ hả? Ồ giờ còn nè hả? Sáng này có ngập không? Đó thì đường ngập đó. Dạ. Ờ đúng rồi con nước nó xây ra nên nó lên trễ ha. Rồi cái đoạn ở dưới này là ở đâu ngập nữa? Cặp cái sông dưới nhà dưới đó. Mình đi ra chợ này mình đi qua dãy này gặp không? Đây nè, đi xuống đây nè. Dạ. Đấy, đó là ngập rồi. Dạ rồi con cảm ơn con chúc cô bán đắt nha. Dạ. Đây. Rồi mình đi qua đây một vòng. Chợ quê. Ngoại con đi nha. Ngày nghiệp ngoài ngoài không có thấy nha. Dạ. Ngoài chỉ đi vòng vòng vậy thôi đó. Bánh bao. Dạ chú. Chú lấy con cái bánh bao đi. Dạ. Thôi. Chú hai cái bánh kia chú thận. Dạ. Chú bán người ta chú đi. Đó là cái nào cũng ngon luôn. Ờ. Nữa không chú đâu. Đó 10 ngàn luôn. Cái bánh hành nhím gì vậy? Bánh nhím. Dạ. Đó ha. Bánh bao. Rồi, đây. Con gửi tiền cái bánh bao cho nó. Dạ con cảm ơn. Con chúc cho bán đắt nha. Rồi. Dạ. Dạ. Hay. Ngày nào mình cũng bán khoai đây ha chị. Dạ. Thay mì nấu khéo quá. Bà ngoại. Bà ngoại ăn sáng thì cái bánh bao nóng. Bánh bao rồi con đi nha. Ngoan ăn đi. Ai cái gì? Chợ sao giờ này chị thấy bắt đầu vắng vắng nè. Đủ rồi đó. Có trứng nè. Dịch. Rau củ quả. Hồi nãy lúc nãy còn tâm á. Con đi coi chợ quê.
Đây nè quý vị, ở phía bên tay phải của Trang bắt đầu nó ngập nước cho nè. Mình sẽ đi vô trong đây ha. Bên đó thì ngắn. Phía bên trong của chợ. Thì có món gì mà khói lửa nghi ngút hấp dẫn. Chị này bánh mì nướng ha, thịt nướng hả chị? Chị làm nên một ổ thôi. Mùa rồi, gần mùa đông rồi đứng trên cái lửa nó ấm. Dạ. Em coi chị làm nè. Nước nó ngập lên đây luôn hả chị? Ờ, đứng bán là lẫm chởm nè quý vị. Dạ, đây coi chị làm. Dạ. Ủa, làm gì nhanh dữ giỏi vậy trời. Kênh gì vậy? À, kênh của em là Trang Lang Thang. Trang Lang Thang hả? Dạ. Dạ không ạ. Dạ chị để đi trước con lại lấy em trả tiền chị ha. Khó quá khó rồi vậy. Cái này thịt ở quê. Ở chợ mình một ngày chị bán khoảng nhiêu ổ chị? Lúc trước có nhà con lúc này còn cái dịch mà trước bạn nó chậm quá à. Dạ. Dạ mình cũng thấy vậy cũng đông chạy xả mà. Dạ. Rõ Trang vô miếng là chỗ mình được không? Thịt với xả xiên rồi quý vị. Này kêu như nem nướng thành phẩm luôn đây. Này nước Trang. À, một vòng ở trong cái khu này khu ăn uống. Nè em gửi tiền cho chị. Dạ chị để đi chút lại lấy. Dạ em chúc chị bán đắt nha. Dạ. Dạ. Đây là khu bán đồ ăn. Nước nó ngập ở dưới này cái gì. Nghiệp bà con hả? À, khu bán khô. Cô. Này khô mình lấy ở miệt nào cô? Khô biển không ạ? Khô này hả? Dạ. Lấy ở ngoài Vũng Tàu không? Vũng Tàu ha. Dạ, con cá sặc của cô ngon quá nè. Con cá sặc, con cá lù đù, tôm khô. Vũng Tàu mà Bà Rịa khô nhiều lắm. Khô con khô Bà Rịa. Cá dứa ngon quá. Dạ. Ngày nào mình cũng bán đây ha cô. Dạ, con chúc cô bán đắt nha. Dạ. Em thích đi ngay chợ nhỏ nhỏ vậy nè. Bà Khía. Đặc sản Cà Mau hả cô? Cà Mau Vũng Tàu luôn ha. Dạ. Yeah. Thường Cà Mau, Bạc Liêu, Bạc Hế nhiều lắm. Khô quá thì khô ngon. Bán khô là phải có rùi nha quý vị. Nó mới chất lượng á, thường khô mà không có là không phải khô ngon. Kiểu như người ta xịt quá chắc á. Cái khu này là khu bán tàu hủ bánh lạc hả chị? Dạ. Yeah. Cà hủ. Đây chai nước mát nè. Này nước gì chị? À, cái đó là sâm mũ chôm. Sâm mũ chôm nha má. Sâm. Uống sâm đi. Lấy em hai chai sâm đi. Này chị nấu nhà hết hả? Nấu nhà. Nhà. Có em nha. Nè em gửi, chị để đi chút em bà. Đây bà cà. Ở đây cà chị. Chị sao chị làm vịt này lớn như vậy hả? Có vịt nhỏ mà vịt ký mà. Vịt ký hả? Ồ lần đầu tiên Trang đi chợ Trang gặp rồi có chợ bán vịt lớn vậy luôn á. Người người ta vô vịt nhỏ mà. Đây là bánh lọt, đậu xanh. Xuyên xa, làm đẹp quá. Này chắc xăm. Xăm. Này chị làm nhà hết hả? Ồ khéo dữ. Rồi em cảm ơn nha. Dạ.
Để cho mời quý vị đi một vòng xuống chợ cá ha. Chợ phía sau có bến sông dễ thương lắm nè. Chỗ cái đò lúc nãy mình đi qua đó quý vị. Ở bên hông có cái dãy bếp thịt nướng cũng ngon lắm luôn nè. Đi qua đây rồi. Rồi bún thịt nướng thôi. Ở đây có bánh. Cái này bánh cam mặn ha chị. Cam mặn. Bún thịt nướng. Em ăn bánh ướt thôi. Nhưng mà làm hộp đi chứ em chưa có thời gian ăn. Đây vô đây coi cái quầy của chị. Văn qua dữ lắm. Nha. Văn ra. Mình bán này lâu lắm chưa chị? 20 năm rồi không? Dạ, lâu. Mình coi cái hộp bánh nước của chị. Bọc gì cưng? Ít thôi, em ăn ít thôi. Thịt này chị nướng nhà hết nè. Dạ. Như cái này mình gọi đây là thịt nướng gì? Thịt đâm. Thịt đâm. Dạ. Gọi theo kiểu cách ngày xưa quý vị. Thịt đâm. Dạ. Giờ thì lên mạng được sạch thì kêu là thịt kim tiền. Dạ, thịt nướng. Dạ, kim tiền. Còn. Đúng rồi đó, thịt đâm. Nè chị, em gửi tiền. Dạ. Em lên lệnh. Em cứ để cái hộp đó đây chút em lại lấy. Đây là một góc nhìn xuống chợ cá này cái gì. Dạ, em cảm ơn. Chúc cho anh chị bán đắt nha. Anh để đi. Khu bán giá nè, giá với bún rồi cái gì. Mấy cái đó bà có bán chung. Ừ. Xuống như chuyện này. Rau củ quả. Rồi vậy. Sống cuối năm cả thôi. Già kìa sống á. Dạ. Mình đi qua chợ cá này nữa coi. Chợ Tân Dương là chợ xã rồi nha quý vị. Ôi ơi, nước ở bên kia kìa. Đây là ngoài bán rau củ. À, để chân đi một vòng xuống đây. Ở đây đồ bán ít lắm quý vị. Chỉ hiếm thôi vậy. Dạ ngoài. Sáng nhà ngoài bán được không? Dạ. Nó có ngập bên đây không ngoài? Dạ. Chỉ ngập lé đé hơn sao đó thôi ha. Dạ con ở huyện Cao Lãnh qua. Dạ. Nãy con đi qua cái đò Tân Dương qua. Dạ. Đi dài một vòng chợ cá. Rau đồng hết. Đi qua đây. À, dãy chợ cá hay gì. Giờ này Trang đi qua đây hơi trễ nha. 7 giờ mấy rồi. Dãy nhà ngoại bán đồ chai nè. Không á ha. À mình đi tiếp. Đây các chị bán bông bí. Nắm. Về miệt la dung lớp giò rồi nắm nhiều lắm. Khoai mì nè, bánh khoai mì nướng nè. Đây có cá sa ba hả? Sa ba là ngon lắm luôn á. Con bự nha. Đây con này bự nè. Cá nục, cá sa ba kho. Sa ba hấp ngon. Hấp. Như sa ba nó béo hơn không? Béo. Dạ. Rồi cái này 400 gram nó vừa tới nè. Lấy 55 ngàn thôi. Ừ. Ngày nào mình cũng bán chợ này hả chị? Hay là đi nhiều chợ? Từng bán bữa hả em? Dạ, đi nhiều chợ ha. Dạ. Thường mình đi khu vực huyện La Dung mình hay là đi hết chắc? Đi tùm lum cho An Giang nữa. Dạ, An Giang luôn ha. Hy vọng là em đi mấy chợ khác gặp được chị. Chị đi tùm lum chợ chị. Dạ. Em cũng đi tùm lum luôn.
Chị bán làm sao em mua hộ chị? 15.100 em. 15.100. Em ăn con sa ban ha. Con này là nục hả? Cái này là cá mòi dẹp. Cá mòi giấy á, cá mòi gặt á. Dạ, ăn cá mòi đi. Em nghĩ nó mềm. Cá mòi thì nó mềm. Dạ. Em mua nhiêu mấy con? 4-5 con gì đi. Thường em đi quay gặp nhiều lắm mà cũng ít mua. Con rồi. Dạ. Con rồi. Dạ. Có mấy cái khúc này là sa ba hả? Ừ. Mình chị lấy khúc đó đi. Dạ. Cho biết. Hai thứ đi rồi. Dạ. Ăn coi cái nào ngon. Cá này là chị lấy ở đây kho hả sao? Chị lấy là cũng như cá không? Chị mua quen rồi, chị quán ở đâu đó. Dạ. Mấy chỗ mà người ta gửi cá về cho mình. Dạ. Cá nó vô cá tươi lắm. Dạ. Chị để nước riêng cho em luôn nè. Dạ. Vì em đi từ nhà đúng rồi, đúng rồi. 100 gram 60 ngàn. Con cá sa ba là nhỏ, chị là nhỏ. Nè, chị để đi chút em lại lấy. Cá bên đây có vảy đúng không? Có vảy nhỏ không chị? Dạ, dạ. Có đỡ cá không? Vảy. Dạ, cá không vảy nè. Không vảy là sa ba hả? Ăn khúc đi. Đúng rồi. Con nhỏ không? Đúng rồi, con nhỏ. Đây con nhỏ đây. Ồ, nước nhập lai láng ở bên kia hết trơn quý vị ơi. Sao Trang đi vô đó cho quý vị coi ha. Bắt đầu mình đi vô chợ cá. Ngoài. Ngoài ở gần đây không? Ngoài ở gần đây không? Dạ. Dạ, cái khu của ngoại ở có bị ngập không ngoại? Không ngập ha. Dạ. Con thấy nước không mà kêu quá trời nước luôn. Rồi con chúc ngoại sức khỏe nha. Dạ. Tôi ở chợ này. Dạ. Vậy là chợ mình có lâu đời lắm không ngoại ha? Dạ. Đây cái cổng chợ Tân Dương này, Trang quay lại cho quý vị coi. 5538. Đây, phía trước mặt quý vị là cổng chợ Tân Dương nha. Nó nằm cái dãy của nó là cái dãy mặt ra hướng ra sông quý vị. Sáng là con đi chợ cũng đông rồi. Đây gần bến đò. Là con đi chợ theo kiểu đi đò chợ quê. Có cô bán cá lóc à. Sáng giờ bán đỡ không con? Lời dài ha. Con chúc cô ngày nào cũng bán đắt nha. Dạ. Chợ mình có hơi ít cá ha. À, đi qua đây. Mùa nước nổi. Xem coi chợ mình có cá gì đặc biệt không. Này là lươn đồng. Cá rô. Này cá linh mùa nước mình hả con? Dạ. Bắt đầu con lớn rồi. Dạ. Cá linh mùa nước nổi. Mùa nước hôm nay chứ ở quê mình có cá nhiều không con? Dạ. Dạ cá linh nhiều ha. Dạ. Dạ. Cá quá cá. Cá mà con bán rất sáng chắc đông nhiều ha con ha. Dạ bữa nay có mình gì cá. Dạ. Qua mưa quá mưa. Cá cô đang làm. Rồi con chúc cô bán đắt nha. Dạ con cảm ơn nhiều. Đây là cá tre. Cá dù. Cô mua đi. Đây là lươn đồng. À, mình đi tiếp tục ở đây. Đây là cái cặp bờ sông. Sông hôm nay nước nó ngập mà để Trang đi ra đây cho quý vị coi nè, đường chân nha. Nó đâu ngập lên tới đây hả cô? Dạ. Cái bữa đỉnh điểm đợt đầu nó có ngập lên không? Không, không có bữa nào ngập. Dạ, vậy là chợ này có lý rồi đó. Dạ. Mùa ngập nguyên khúc đường hả? Khúc đường đằng này nè. Dạ. Giờ này là nó ngập linh láng rồi. Bây giờ cũng còn ngập ha. Còn. Ồ, vậy nãy con đi cái đường đò qua. Đi đò Tân Dương. Đò đó đó con đi từ Sa Đéc con đi xuống. Ví dụ đoạn đường này đi lên là ra đâu? Ra được quốc lộ lớn không? Quốc lộ. Dạ dạ. Để con, chút con đi thử. Lại đẳng là lại cái cầu á. Ừ, dạ. Dạ con cảm ơn. Đây cô bán cá biển không hả? Ờ, bán cá biển. Dạ. Đây cặp bài xong. Dạ, ngày nào cũng bán đắt vậy cô. Dạ, dạ, dạ. Đây có tép sông ngon quá nè. Này của cô luôn ha. Của chị vậy ha.
Này chắc đồ thiên nhiên bắt được ở quê quá. Tôm xong với con sống nữa. Tép tôm. Một góc chạy cả. Dạ, em đi quay YouTube á. Dạ. À, kênh của em là Trang Lang Thang. Dạ. Nãy giờ mở không nha. Dạ. Rồi, cảm ơn nhiều lắm. Ê, em đi xích xích ra đây cho cái gì coi cái này đó. Gông ơi là gông. Dạ, con đi cẩn thận. Dạ. Đây xa xa quý vị thấy không? Cái sàn nước người ta ngập lưu luôn. Nhưng mà mặt sông nước đây nó yên bình lắm. Nó không có sóng giống như ở ngoài sông lớn. Tại đây là một cái con gạch nhỏ mà. Đẹp quá ha. Nhìn nó hiền hòa lắm. Còn đây là cái bến sông ở chỗ đây nè. Cái này là ghe. Yeah. Trước mặt quý vị là mấy cái 12 cửa ngục á. Cá, cua. Cá cua mùa nước. À, cá bóng tượng này quý vị. Cầm thử. Ồ, nó lớn. Quá chừng luôn. Tép rồng. Còn nửa trái mà dắt mà dắt luôn thêm nữa nè. Ta chả lấy đó, ta chờ mà làm giùm làm. Giữ cho ngon cho tôi mà rửa cục đá vô. Thì đó hẹn qua tự nhiên trở lại gặp bác con xuống rồi. Đâu có vậy trời ơi. Trả đỡ cũ rồi nha. Cua đồng mùa nước hả chị? Chợ mình cá. Cá cua. Cua kình cà. Cá này mình làm gì dính chị? Cái này đi đi bắt chứ xong. 12 cửa ngục quá ha. Đặt, đặt lú rồi ha. Ai bán nhanh hết rồi nha. Nha. Đây đây. Chợ cá, cua. Tiếp gì đây? Tôm. Cá linh nấp theo cái gì? Rồi bây giờ thì đi đi vòng ra không cái gì? Lấy đồ về từ từ. Đi rau ở chợ quê. Xích xích dài xuống đây, Trang nghĩ chắc cũng còn cái chợ để Trang đi vòng ha. Bánh nè. Ốc cua. Ở chợ này dài dưới này nữa nè quý vị ơi. Đi thử một vòng thử. Chợ cũng dài. Tại vì bên này đường nó bị ngập nước á. Con đi ra dưa gan bán ngon quá. Có chị bán dưa gan thấy ngon quá. Dưa này bán sao chị? Dưa 10.000. 10.000 ha. Ủa nó nước rồi nè. Cái nước này ngon quá ha. Nước ngon phải ăn liền. Ăn liền à? Ăn liền. Mấy cái này với nó bột xanh dữ lắm. Cái này trồng nhà hay gì nhiều dữ hả? Trồng nhà. Nhà. Bự quá ăn không hết. Ừ, trồng nhà. Đây, này này sượng ngon. Cái này đi. Này, không ngon hả? Bị dập hả sao? Đúng rồi. Vậy lấy khúc này được không? Sượng không? Không, khúc này không sượng. Ừ. Ăn khúc đó. Này 8.000 cái. Dạ. À, dư gan. Đi á. Kênh gì? Kênh em là Trang Lang Thang. Trang Lang Thang. Dạ. Chị bắt coi. Dạ, chị để đi chứ. Nè, em gửi tiền. Canh mình nữa kìa. Dạ. Bánh canh. Dạ. Cá. À. Rồi, chị cảm ơn. Dạ, rồi. Bán đất nha. Rồi. Mình trồng chắc số lượng nhiều lắm. Nhiều, chị trồng cá công lắm. Rồi. Rưỡi. Là trồng quanh năm dưa gan không? Hay sao? Chị trồng năm hai mùa. Hai năm hai mùa nha. Mùa nước thì nó đâu ngập hả? Ngập không? Chị bơm. Rồi. Nước ngập hết 1,5 đó. Trời ơi. Bơm thượng 1,5 bên này không ngập. Tốn xăng dầu dữ à. Tốn dầu nhiều. Dạ. Rồi em chúc chị bán đất nha. Rồi, dạ, em cảm ơn. Đây là một cái dãy nước. Dạ. Đi xuống đây cặp bờ sông luôn nè. Bánh canh miền Tây hả cơ. Dạ. Về miệt sao đét là dùng bánh canh làm khéo lắm. Dạ. Dạ, một xay luôn. Đây. Dạ, con đi qua đây con coi nước cái. Dạ. Ồ, hồi nãy có ngập lên đây không cô? Có luôn, cái đây nè. Dạ. Dạ, cho dép luôn.
có cái sạp này ngồi lý tưởng nha. Ngày giá của làm nhà ha. Làm nhà. À, giá sạp. Dưới nhà. 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 Dạ. Mình đi ra đây bằng gì cô? Đi xe ổng chở xe ra lộn về. Dạ, đi xe ra ha. Đây là bến sông quê rồi quý vị. Cái sông này chở dài xuống đâu cô? Lai Dung luôn hả? Ờ, đây đi vòng đi chỗ nào cũng được. Dạ. Bà con đi chợ bằng xuồng không quý vị. Cuộc sống ở đây nó không có hối hả nha. Chậm rãi luôn. Từ từ. Ở bên kia là cái khúc sông lớn nãy đang đi phà đó, có ghe lớn rồi chứ không? Dạ. Nãy con đi cái đò đó qua đó. Dạ. Dạ. Bên kia xe là chạy khó là nước ngập. Dạ. Nãy con đi từ xe đét xuống. À, bây giờ chị đi qua đây. Chị ăn uống giống họ miếng đi á, nhiều miếng. 6 miếng miếng chị. Mấy miếng. Rồi chơi. Ủa anh 4 5 miếng. Rồi mình đi xuống đây cho quý vị coi một xíu nước nữa ha. À, nước quá nước rồi. Bữa nay ráng cực quá ha. Có cái màu áo thì ba la không? Cái này là màu xanh. Nước ở sau lưng luôn. Trời ơi. Chị bán ốc đắng. Trời quê. Rồi đi qua đây ha. Nào quý vị, cho quý vị coi nước nè. Chợ là bán cây cân đó, cho nên là nước ở dưới luôn nè. Hết hồn nước. Quá nước luôn. Hồi sáng nước nó ngập lên cao dữ không bà? Tới trên lộ này luôn ha. Dạ. Có chừng luôn. Lần đầu tiên chân đi không thấy. Dạ. Hay quá vậy, lần đầu tiên đi thấy cái chợ bán mà nước ngập lé vậy luôn, cặp bờ sông đó. Chợ Phú Long thì nó ngập nhiều rồi, còn chợ này là ngập cặp cái sông lớn luôn á. Cảm như nó lại qua một bên á. Đây cô, bà con bán dù bọng nước hết trơn, nước nè. Đây là cái đoạn đường nước. Nãy cao lắm hả cô? Dạ. Yeah. Nó lại ra, nó lại bên cô. Dạ. Chợ quê nữa. Chợ mùa nước rồi cặp mấy xong mà nghiêng nghiêng qua chút rồi nó ngập thôi. Dạ. Sống rồi. Còn có một số quầy bữa nay nghỉ luôn á, không có bán được rồi. Ngập lên trên luôn. Phải lội nước rồi. Cái khu cũng là nước luôn. Đây có cái ghe tàu gì đó. Còn cái này cái nhà của người ta ở không? Cái này hả? Cái bên đó hả? Có. Người ta ở suốt gia đình ở đó luôn hả? Có cái này người ta bán chợ à. Ở đỡ nhà tôi kia. Dạ dạ. Ghe tàu. Nước quá nước hả cô ha? Chợ vô chợ. Nó tới tiệm vàng. Dạ. Ồ đây có tiệm vàng đặt rồi xong. Đi dài vòng nha quý vị coi nước. Nước ở chợ quê. Dưới đây chắc ngập sâu. Chậm đi chợ. Về Sa Đéc rồi quý vị thấy Lai Dung rồi bông hoa nhiều lắm. Đang đi nãy tình cờ đi được con đường nhỏ. Ôi trồng bông hoa còn nhiều hơn ở ngoài trung tâm nữa. Bây giờ mà mình là người lạ lại quý vị, mình không có phân biệt được đâu cái bờ ranh luôn á. Nước nè. Đi chợ mấy ngày này cực quá hả cô? Dạ. Nước ngập trơn. Đi là đi cho mấy cái mé này thôi chứ Trang cũng không dám bước xuống sâu nữa. Bông hoa nè. Đứng đây ngắm cảnh với Trang chút rồi về ha. Gió giật sóng dùi luôn. Sóng nó vỡ nè.
Rồi giờ gọi là những hình ảnh mới nhất về ngôi chợ Tân Dương, chợ xá, chợ quê nhỏ thôi nha quý vị. Thì Trang cũng ghi những cái thước phim mới nhất về ngôi chợ sau cái ngày ngập nước này chia sẻ với quý vị. Thì cuộc sống bà con ở miền Tây, miền sông nước đó, mùa này nó hơi vất vả như vậy đó. Trang xin phép kết thúc với mẹ ở đây ha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những đoạn clip tiếp theo, khám phá nhiều hơn về những vùng đất mới. Trong đoạn clip có điều chia sẻ xuất rất mong quý vị bỏ qua nha. Xin chào và hẹn gặp lại.